Nguyễn Quảng em xin chào toàn thể các bác. Video này em sẽ làm một đoạn video để test thử cái chất âm của con vang Hugo T8 và T5 với sản phẩm Hugo Hoàng mới nguyên hộp. Em đang kết hợp với con đẩy NA400 và một con studio này. Đó. Và con mic BBS có một đèn T50 định thường. Đó. Mà em sẽ hát thử một đoạn karaoke cho các bác cùng nghe nhé. T8 hàng bãi này, nó cho ra cái chất âm của phần effect rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn nghe thử cái tiếng mộc và không có nhạc, các bạn cùng nghe nhé. Lên 1, 2, 4, 5, 6. Lên 4, 5, 6, 7. Đây là em đang pha trộn tỷ lệ giữa echo và dì vật, nó khoảng 70-30 đó các bạn. Đấy, các bác cứ cho em ý kiến về sản phẩm Hugo T5 và T8 này. Và các bác có nhu cầu sử dụng con vang Hugo hàng mới full hộp như thế này thì liên hệ trực tiếp cho em khoảng theo hai số điện thoại trên tấm biển ở trên đây. Và em xin báo giá với các bác với sản phẩm Hugo T5. Nó có giá là 3.900.000 và Hugo T8 sẽ đắt hơn sản phẩm Hugo T5 là 500.000. Đó, Hugo T8 thì và Hugo T5 nó chung một cấu hình, nó chỉ khác nhau về cái phần mặt này thôi, nhưng giá nó lại chênh lệch nhau khoảng 500.000 rồi. Đó, các bác có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ hỗ trợ các bác setup 6 chế độ và hỗ trợ các bác chỉnh vang số tại nhà. Nếu các bác có máy tính thì em sẽ kết nối TemView và UltraView để hỗ trợ các bác setup. Các bác sẽ là người nghe và kiểm chứng. Em chỉ hỗ trợ việc là em chỉ cho các bác chỉnh như thế nào và em chỉnh như thế nào cho các bác nghe, rồi các bác lại phản hồi lại em thì em mới chỉnh được cho các bác trên TemView. Và không những thế, em sẽ còn hỗ trợ cho các bác tự chỉnh bằng những video hướng dẫn
hoặc bằng những cuộc gọi video, em sẽ hướng dẫn cho các bác chỉnh trên sản phẩm này. Và nếu các bác có máy tính thì em sẽ chỉnh hướng dẫn trên máy tính thì sẽ hay hơn và dễ, sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc là chúng ta chỉnh tay. Và em xin dừng video tại đây. Mong các bác sẽ ủng hộ cho em về những sản phẩm hàng mới và hàng bãi. Em xin dừng video tại đây. Chào tạm biệt các bác.